Mạng xã hội đang lan truyền nhiều đoạn video clip hình ảnh liên quan đến một vụ cháy trên phà Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Qua xác minh ban đầu thì vụ cháy xảy ra vào trưa nay khi phà đậu trên sông Tiền phía bờ thành phố Sa Đéc chuẩn bị đưa khách sang bờ huyện Cao Lãnh. Đối tượng gây ra vụ việc có dấu hiệu loạn thần. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 11 giờ trưa nay 15 tháng 12, một đối tượng có dấu hiệu loạn thần điều khiển xe máy, trên xe có chở theo một thùng xăng loại can 30 lít, di chuyển xuống phà, chạy xe rú ga đẹp bô. Bất ngờ, đối tượng đổ thùng xăng và bật quẹt lửa đốt, làm lửa bốc cháy, lan rộng ra các xe đang đậu dưới phà. Nhận được tin báo, Công an phường 3 thành phố Sa Đéc đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, bắt giữ đối tượng, đồng thời phối hợp với người dân tiến hành chữa cháy. Đám cháy sau đó đã nhanh chóng được dập tắt. Qua xác minh ban đầu, đối tượng gây ra vụ hỏa hoạn 26 tuổi, ngụ thành phố Sa Đéc. Hiện đối tượng bị bỏng nhiều chỗ trên người, đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Ngoài ra, vụ cháy cũng làm một nhân viên phà bị bỏng mức độ nhẹ. 11 chiếc xe mô tô các loại bị cháy hư hỏng hoàn toàn. Vách phà cháy đen, dây điện trên phà cũng bị hư hỏng do cháy. Sáng nay, đối tượng định đốt xe tại nhà, nhưng gia đình đã kịp thời ngăn cản. Thấy vậy, đối tượng chạy xe bỏ đi rồi xảy ra vụ việc. Được biết, đối tượng có dấu hiệu trầm cảm, đã từng tự tử nhưng gia đình cứu được. Hiện Công an thành phố Sa Đéc đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.